Vụ việc xảy ra vào lúc 9 giờ 45 phút ngày 20 tháng 10 tại Bệnh viện Đa khoa Vĩnh Long, thuộc phường 4, thành phố Vĩnh Long. Thời điểm trên, nhiều người phát hiện anh Ngô Thành Tâm, 31 tuổi, ngụ xã Mỹ An, huyện Mang Thít, leo qua ban công và nhảy từ tầng 7 rơi xuống ban công tầng 4 bất tỉnh. Bệnh nhân được đưa vào cấp cứu trong tình trạng nguy kịch, đến 10 giờ cùng ngày thì tử vong do đa chấn thương. Trước đó, vào sáng cùng ngày, anh Tâm được người nhà đưa đến phòng tiếp đón bệnh nhân tại tầng 7 của bệnh viện để điều trị. Bác sĩ kiểm tra sức khỏe, làm các thủ tục xét nghiệm và tiến hành truyền nước biển thì sức khỏe của bệnh nhân ổn định. Trong lúc người thân đi lấy kết quả xét nghiệm, anh Tâm nhảy lầu dẫn đến tử vong.